Chiều nay tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và ngài Chia Sumethi, tỉnh trưởng tỉnh Reven, Dương quốc Campuchia có buổi gặp gỡ trao đổi về hợp tác xuất khẩu hàng hóa giữa hai tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Hai bên trao đổi tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại biên giới, tình hình người gốc Việt đang sinh sống trên nhà nổi và bè, thảo luận về báo cáo và biên bản để ký kết thỏa thuận hợp tác thường niên về công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt bàn về vận tải hàng hóa và khách qua cửa khẩu quốc tế Vinh Bạ, Bunty Chakre theo hiệp định vận tải đường bộ. Hai bên thống nhất nội dung định hướng công tác năm 2022 đó là tiếp tục thực hiện đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Dương quốc Campuchia, hội đàm, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác thường niên giữa hai tỉnh. Các lĩnh vực trọng tâm là an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới công tác quản lý đường biên, cột mốc, lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khu vực biên giới. Làm việc với Ủy ban nhân dân quyện Tháp 10 vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự giàu cuộc mạnh mẽ của các ngành các cấp tại địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Tháp 10 là cửa ngõ của tỉnh, có địa bàn giáp ranh với tỉnh bạn, nên chịu áp lực lớn khi lượng người từ các địa phương vào địa bàn rất đông. Mặc dù vậy, quyện đã nỗ lực tổ chức các lực lượng đón rước bà con an toàn chú đáo. Ngoài ra, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 của quyện hiện nay cơ bản đạt yêu cầu đề ra, với tỷ lệ tiêm bao phủ đạt hơn 71%, là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh của quyện. Trong thời gian tới, ông Phạm Thiện Nghĩa, yêu cầu quyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. Trước mắt, tập trung toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của các ổ dịch trên địa bàn. Chiều ngày 9 tháng 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai cho dây theo nghị quyết số 126, sửa đổi nghị quyết số 68 của chính phủ và quyết định số 33, sửa đổi quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết số 126 đã sửa đổi bổ sung khoảng 2, mục 2 của nghị quyết số 68 theo hướng nới lỏng hơn về điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm quản hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục như nghị quyết số 68 quy định. Quyết định số 33 sửa đổi bổ sung một số điều kiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tự tuất, thủ tục đề nghị hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Đối tượng điều kiện hỗ trợ người lao động tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, quyết định số 33 bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật, dân dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1861 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 298,694 ha, thuộc địa bàn xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10 và khu vực dự kiến mở rộng. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nghiên cứu, bổ sung, nhận diện và bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của di tích gò tháp trở thành điểm giới thiệu tôn vinh giá trị của nền văn hóa ốc eo và lịch sử đấu tranh giữ nước của địa phương được lưu giữ tại di tích phát huy giá trị di tích gò tháp để nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn kết nối với các di tích khác trong khu vực tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú góp phần phát triển kinh tế xã hội làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án thành phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhân dân Trong ngày 9 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 379 ca mắc COVID-19, tăng 28 ca so với hôm qua. Trong đó về từ dùng dịch 19 ca, 71 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 4 ca trong cơ sở điều trị, 180 ca trong khu phong tỏa, 105 ca trong cộng đồng. Các ca trong cộng đồng ghi nhận tại huyện Tháp 10 29 ca, thành phố Cao Lãnh 28 ca, huyện Cao Lãnh 23 ca, huyện Tân Hồng 10 ca, huyện Châu Thành 9 ca, huyện Lai Dung 3 ca, thành phố Sa Đéc 2 ca, thành phố Hồng Ngự 1 ca. Tổng số ca dương tính ghi nhận đến nay là 11.575 ca. Quỹ ban nhân dân tỉnh thống nhất cho phép chủ đầu tư hai tuyến xe buýt thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, tuyến 663 và tuyến xe buýt cửa khẩu Thượng Phước, cửa khẩu Vinh Bà, tuyến 667 được gia hạn thời gian khai thác đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Riêng tuyến xe buýt thành phố Cao Lãnh, Tân Hồng, tuyến 668 không thực hiện gia hạn thời gian khai thác do đơn vị khai thác có công dân đề nghị ngưng hoạt động và bàn giao lại tuyến cho chủ đầu tư.